Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ ở Academy, kênh về đầu tư hay nhất tại Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ nói về Ethereum Merge và Bitcoin. Và cuối video, mình sẽ cho bạn những cái mốc bạn nên quan tâm những ngày và tuần tới đây của giá của Ethereum và Bitcoin. À, đầu tiên thì mình sẽ nói về Ethereum. Và hôm nay nếu bạn chưa biết thì chỉ có vài tiếng nữa thôi là cái Ethereum Merge sẽ ra, xảy ra. Ethereum Merge xảy ra cái quan trọng nhất của nó là nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều năng lượng để đào nó tới 99.5%. Ok. Nó quan trọng tới nỗi mà Google cũng có cái giờ mà countdown của cái ngày uh, của Ethereum Merge luôn. Ok. Nhưng bạn nên uh, cẩn thận. Đây mình tìm thấy được cái trên mạng, đây là cái giờ của nó là còn khoảng 3 giờ mấy nữa nè. Là mình suy ra giờ Việt Nam là khoảng cỡ 12 giờ mấy đó. Nghe. Yeah. Nhưng nó có một cái trang web cũng rất là nổi tiếng gọi là block native, ok? thì cái giờ nó chỉ còn một tiếng mấy à, nghe? nên bạn cẩn thận, bạn làm lạng là, là loạn mình nghĩ cái này là nó đúng hơn, nghe, đúng hơn, nghe, tại vì cái trang này rất là rất là là uh, có được được nhiều người sự uh, được nhiều nhiều người tin tưởng, ok? thì bạn nên bởi vì những cái giờ đầu tiên mà Ethereum ra là nó rất là quan trọng, nó nó cái dao động của tiền điện tử mình nghĩ nó cũng giống như uh, cái cpi uh, lạm phát vừa rồi xảy ra với tiền điện tử Ok uh, nếu bạn chưa biết về cái dao động vừa rồi cái ngày 13 tháng 9 nó như thế nào á, thì coi cái video uh, vừa rồi mình sẽ bỏ một cái link ở dưới uh, và cái, uh, cái 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 sự suy nghĩ tại sao nó dao động mình sẽ um, chia sẻ tại sao nó dao động mà nó xuống 8% 2.000 đô chỉ trong uh, 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 một tiếng đầu tiên thôi Ok uh, mình đi lại Ethereum cái đầu tiên á là cái đây là cái blog work nó có nói là những cái giờ lúc mà uh, nó cái uh, ethereum merge xảy ra thì là những cái sàn lớn ok những cái sàn lớn giống như là coin uh, coinbase sẽ là binance hay là ftx và tất cả những cái sàn đó bạn sẽ không giao dịch uh, bạn sẽ không uh, bỏ ethereum vô trong tài khoản của bạn được và bạn cũng không rút nó chuyển đổi được. Ok. Nhưng đừng quan tâm, nó nó nếu mà những cái đồng của bạn mà đang nằm trong những cái sàn lớn thì nó nó rất là an toàn nên bạn cũng không nên quan tâm về nó. Ok. À, vậy thì là cái merge này á là nó nó sẽ uh, nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian để nó uh, nó xong cái upgrade này thì mình có Google dùm cho bạn luôn. Ok. The actual process is expected to take about 12 uh, 12 minutes. nghe, yeah. chỉ có 10 2 phút thôi. Nghe, cái cái chỉ có up cái cái upgrade đó chỉ có 2 phút thôi. Nghe. Uh, và 100 tới 150 người uh, về sáng ra làm uh, gọi gọi là những người mà mà làm về về cái merge này. Ok, sẽ, sẽ 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 rất là high alert nghe R rất là chú tâm vào nó. Ok, chỉ có 12 phút thôi thì là những cái sau khi cái merge bắt đầu xảy ra. 12 phút là sau đó bạn có thể giao dịch lại được rồi. Bạn có thể chuyển đổi OK, bạn có thể bỏ vô uh, trong cái ví bạn hay là rút ra nhưng mà trong cái 12 phút đó là nó sẽ lock hết, không có không có lấy tiền ra được và cũng không có có, có bỏ tiền vô vô trong cái ví của bạn được. Nên nên uh, lúc mà những cái phút đó mà nếu mà bạn uh, muốn làm những cái việc đó thì bạn 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 yên tâm, OK, đừng có đừng có sợ hãi, OK. Uh, đây mình đổi uh, topic qua Bitcoin chút xíu, OK, cái này là Micro Strategy, nếu bạn chưa uh, có biết đây là một cái quỹ có nhiều bitcoin nhất trên thế giới và ông ta đang bắt đầu đang kiếm thêm uh, nửa nửa uh, nửa tỷ đô nữa nha Đó, ông bán cổ phiếu cổ phần của ông cái này là một cái công ty nghe và làm những con chip thì ông đang uh, bán những cái share những cái stock của ông cổ phiếu cổ phần để ông uh, cố cố gắng thu uh, gom góp được nửa tỷ đồng nữa để chuẩn bị mua thêm bitcoin bởi vì bitcoin đang có một cái giá rất là hợp lý thì đây đây là cái cái đồng mà michael strategy đang đang hố ok đang giữ đây là một một trăm hai mươi chín sáu trăm chín mươi chín đồng ok đây là một công ty khổng lồ ok uh, thì uh, mỗi lần mà bitcoin đi xuống thì đây là những trong những những cái công ty nghe đây là công ty lớn nhất thế giới mình nhìn, những cái quỹ lớn nhất thế giới để người ta mỗi giờ mỗi lần giá nó xuống thì người ta rót và người ta mua thêm người ta chưa bán một cái bitcoin nào hết thì nếu bạn có một đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 100 đồng Thì bạn nghĩ sao? Ok, với 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 tương lai của Bitcoin và giá của Bitcoin Chứ một cái công ty này nó có biết bao nhiêu người làm cho nó Và nó có biết bao nhiêu thông tin Ok, và nó tin tưởng tới thế để, để, để đầu tư Ok, thì mình nên mình nên nếu mình không có uh, thời gian nghiên cứu về nó, uh, không có thời gian học hỏi về nó thì mình nên đi theo cá mập, cái đó là lời lời khuyên của mình thôi. thì bạn uh, phải là người ra sự quyết định đó. đây cũng giống như Cathy uh, Wood. cái này là cái công ty Oil Invest, uh, Investment, đây là một công ty rất 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 là lớn ở Mỹ, nghe và cô ta ra tuyên bố nghe là ok cỡ 2030 là một đồng Bitcoin cỡ tờ có có thể có được tới một triệu đô lận nha và đây là một người đã đã làm CEO của cái công ty Oil Investment này mà đã uh, mua những cổ phiếu của phần những cái hãng này uh, hãng nọ mà đã được tăng trưởng rất là nhiều trăm phần trăm trước đây ok uh, và đây là cũng là một cái công ty công ty này người ta giúp uh, những cái người uh, nhỏ và lẻ đầu tư và cái công ty này nếu mình nói nếu mình đúng là cái thông tin là mấy bữa mình có học về nó là nó có tới 3.000 tỷ nó đang giúp khách của nó nhưng mà cái số tiền mà khách của nó cộng lại hết thì tới 3.000 tỷ lận Ok thì người ta ra tuyên bố là khoảng từ 2038 thì Bitcoin mới trở thành một một, một, một 1 billion okay, one, one Bitcoin một đồng thôi đó một đồng Bitcoin có thể tới được 1 tỷ đô la 1 tỷ đô la bởi vì nó là hàng hiếm thì bạn nghĩ sao về 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 bitcoin đây là một cái chart nó rất là đơn giản nhưng mà nó tóm tắt lại cái sự tăng trưởng của tiền điện tử uh, những năm mười uh, vừa qua uh, bạn thấy nè cái sự tăng trưởng của nó cái này là nó so sánh về uh, mạng mạng nghe là internet á, mạng á với bitcoin cái sự tăng trưởng của nó cái đây á mạng á tốn tới 7 7.7.7 7, uh, 7 năm, 7 năm rưỡi lần. Nó tới được cứ tới cái con số là 1 triệu à uh, tỷ người à uh, tỷ người dùng. Nhưng mà khoảng cỡ mấy năm nữa thôi nghe, mấy năm nữa thôi. Nghe mấy năm nữa thôi, 4 năm nữa thôi. Là theo cái sự đo lường mà tăng trưởng hồi đó đến giờ là khoảng cỡ 4 năm nữa thôi là hệ thống tiên điện tử sẽ có 1 tỷ người sử dụng nó thì cái tự tăng trưởng của tiền điện tử nó còn mạnh bạo hơn hơn à, mạng à, internet à, trước đây và cũng trước đây lúc mà mạng mà nó ra đó là người ta nói về email giống như mình ấn vài nút là nó còn có một lá thơ à, gửi từ bên cái máy tính này qua bên máy tính kia đúng không thì lúc mà những cái người mà sáng lập ra giống như một cái email thôi nghe thì uh, hay là uh, coi người ta giải thích là bạn có thể lên lót lên trên mạng mà coi phim trực tuyến ở trên mạng á thì những cái, cái cái câu chuyện đó được kể của những cái người cái người thành lập ra những cái đó thì lúc mà cái số đông uh, coi lúc lúc đó đó thì nói là ồ cái thằng này nó mơ hồ nó bị khùng uh, uh, như như thế nào thế nào đó ok bởi vì vậy nó có cái cái dot com bubble ok bởi vì vậy nên uh, lúc mà nó ra một thời gian dài nó bị sập đổ đúng không có rất là nhiều công ty bị sập đổ bởi vì bởi vì bởi vì số đông của mình nhưng bây giờ bạn thấy internet như thế nào ok internet mà mình dùng internet mỗi ngày cũng giống như mình mình hít không khí vậy đó giống như uống nước vậy đó thì vậy tương lai này ok bitcoin mình sử dụng bitcoin mình không chỉ sử dụng tiền tệ để mua đồ nữa mà mình vừa sử dụng cái điện thoại thôi mình ấn vài nút là cái cái đồng cái đồng bitcoin của mình hay là một cái hay là một cái đồng khác là nó tự vận chuyển qua cái ví của người khác người a sẽ mua được với người b giao dịch với một người b OK, trong toàn thế giới này một cách rất là nhanh gọn lẹ và không có uh, một cái sự quản lý của bất cứ một cái 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 nước nào hay là một cái người nào hay là một cái một cái xã hội nào hết người A sẽ sẽ giao dịch được với người B và và cắt đi hết tất cả những cái người ở chính giữa giống như nhà băng ngay bây giờ. Bởi vì vậy, OK, quỹ tiền tệ quốc tế, nhà băng những cái nhà băng toàn toàn trên thế giới này thì rất là 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 sợ hãi. Ok và tương lai này nếu mà những năm tới đây nữa nó xảy ra một cách vẫn là tốt điểm nó vẫn tăng trưởng giống như như hồi đó đến giờ thì chắc chắn 100% những cái nhà băng và những người làm cho nhà băng phải thay đổi cái hệ thống làm việc của họ hoặc người ta sẽ bị bị dính vô cái gọi là phá sản Đương nhiên là vậy cái đó là cái suy đoán của mình thôi thì chắc là đúng à, đây là, là đây là một cái nó nó có một cái chart ok nó đo lường được ok Ok, là cái cái sự tăng trưởng của 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 những cái người mà nào mà, mà mà giữ mua Bitcoin và giữ rồi đó. Chứ không có chứ không có có bán ra gì hết á. Nha, không có bán ra vậy người ta chỉ giữ đó thôi và càng ngày càng càng tăng. Và ngay bây giờ những cái người mà mua và sở hữu nó và giữ nó mà không có giao dịch gì hết đó Ok, là ngay bây giờ nằm tới con số là 65%. Người ta mua xong người ta giữ. Ok, và cái đồng này Bitcoin này chỉ có tới cái cao nhất của nó là 21 triệu đồng và ngay bây giờ nếu mà tính vào cái sự mà mất mát những cái người người mà có những cái ví đầu tiên người ta không biết sử dụng nó thì đâu khoảng cỡ 18 triệu đồng mà mà nhấn mạnh thêm một lần lời, lời nữa trên thế giới này mình có 8 tỷ người nhưng bitcoin riêng bitcoin chỉ có hai triệu đồng thì thôi 18 triệu đồng thì thôi thì bạn nghĩ đi thì có con số người và con số đồng á nó 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 trên lệch quá nhiều Ok, tương lai này bạn muốn sở hữu nửa đồng thôi, 0.5 thôi á, 0.10 thôi đó cũng không có mà 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 sở hữu bởi vì cái giá nó quá cao để bạn sở hữu và những người khác sẽ giao dịch bằng Bitcoin nhưng bạn sẽ không có và bạn sẽ không trở thành người giàu bởi vì bạn không có nhảy vô 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 sớm ok giống như ngay bây giờ trong xã hội thôi bạn đi ra đường bạn vẫn có thấy những cái bà, cái cô này cái chú kia hơi lớn tuổi vẫn dùng điện thoại cùi bắp người ta không biết mạng xã hội là gì, người ta không biết giao dịch uh, chuyển khoản là gì, người ta không biết những cái đó thì bạn mình mong muốn cái kinh này mình tạo ra để mong muốn là bạn không trở thành những cái người cái chú này ông kia bà nọ dùng điện thoại cùi bắp cũng giống như uh, 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 tương lai này bạn uh, lấy tiền tệ bằng ra bạn mua một cái gì đó thì người ta sẽ không nhận tiền tệ uh, cũng giống như Trung Quốc đang 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 áp áp dụng nha có những thành phố lớn của Trung Quốc bạn không có thể dùng tiền tệ để mua không ai lấy hết á người ta nhìn bạn giống như đang ở ngoài ở, ở, ở ngoài cái làng thường á ở trong rẫy á nghe người ta sẽ không nhận tiền tệ thì tương lai này nó cũng phải vậy à, đó. đây là một cái người co-founder của Ethereum thì ông ra ông, ông tuyên bố là Ethereum cái merge này nè cái ngày chuẩn bị xảy ra ngày hôm nay nè là trong những cái ba cái ngày mà gọi là 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 quan trọng nhất trong lịch sử của nó. Uh, thì rõ ràng là cái ngày đầu tiên của nó là nó sáng lập ra uh, Bitcoin sáng lập ra, đúng không? Tháng 1, ngày 3 2009 là cái ngày đầu tiên Bitcoin được uh, được được tuyên bố trên toàn thế giới. Thì cái đó là ngày quan trọng nhất. Ethereum uh, được xảy ra là ngày thứ hai và cái ngày này là cái ngày quan trọng thứ ba trong cộng đồng tiền điện tử. Thì cái ngày này nếu bạn dính vô tiền điện tử thì bạn nên quan tâm và và uh, Daniel nhiều mong muốn là uh, ngày hôm nay uh, bạn có thể xin xin lời. Okay. Cuối cùng cái màn hình này mình có Ethereum dùng Trading View thì hai cái giá uh, theo sóng kê cho thấy và mình uh, cái này là cái sự tính toán của mình thôi nghe chưa chắc một trăm phần trăm đúng mình không có muốn là bạn lấy thông tin này lúc bạn thắng á thì thì bạn cái túi tiền của bạn lớn hơn nhưng mà lúc mà bạn mà thua thì bạn uh, trách móc đang nhọ. Ok, bởi vì bạn mình đây cũng giống như tất cả mọi người khác trên thế giới này. Ok, có lúc đúng và có lúc thua, đúng không? Nhưng cái phần trăm mình khẳng định là cái phần trăm đúng uh, nhiều hơn. Ok, chỉ mình chỉ có 52%, 51% mình đúng và bốn mấy phần trăm mình sai là mình cũng đã đã uh, làm được một số tiền khổng lồ rồi để 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 trang trải cuộc sống. Ok. Thì uh, đây. Hai cái mức bạn nên quan tâm nếu nếu Ethereum tăng trưởng nha thì là nó phải phá vỡ cái mức là khoảng cả 18.000 18.000 uh, 30 nếu mà nó phá vỡ được cái đó thì cái cho đó xu hướng là đi lên nhiều hơn và nó sẽ chạm cái, cái mức kế tiếp là khoảng 2.000 và nó có cái kháng cự rất lớn ở đây còn khoảng 2.000 Ok sau đó thì mà mình sẽ làm những cái video khác để update bạn Ok và cái giá nó sẽ đi tới đâu vào đâu Ok thì ngay bây giờ bạn thấy cái trend nó có nó nó lên được chút xíu đúng không hôm qua nó rớt xuống tới 15.000 mấy nghe và cái merge chuẩn bị xảy ra trong ngày hôm nay vài tiếng nữa thì nó bắt đầu quay đầu ok và và nếu mà cái merge nó xảy ra trong 12 phút đó đúng không nó có một sự rắc rối gì đó là người ta sẽ ra tuyên bố rồi á thì cái giá nó sẽ rớt xuống lại và cái rớt xuống thấp nhất có thể là rớt xuống tới 18.000 lần ok thì uh, sao mình biết là nó có thể lên hay xuống ok những ngắn hạn thì theo cái sự suy đoán của mình nghe uh, suy đoán của mình thì uh, thì uh, e riêng ethereum á nghe ethereum nó sẽ đi ngang đi ngang một thời gian sau khi cái merge ok tại vì những cái rắc rối mà có thể xảy ra trong cái merge này nó không có tới liền được các bạn Lạng quạng nó phải mất một thời gian thì lại có lạng quạng ok nó sẽ đi ngang một thời gian nghe một thời gian ok dài hạn dài hạn uh, uh, dài hạn để, để, bây giờ mình nói tới dài hạn đi dài hạn mà mình nói tới cỡ khoảng uh, vài năm thì một Ethereum có thể lên tới 20.000 đô Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 2022 Ethereum có thể lên tới khoảng cỡ mười mấy 18 tới 20.000 đô những năm tới đây Nghe uh, Thì lúc đó thì uh, số đông thì sẽ không có tiền mà để mua ngắn hạn là rõ ràng nếu mà bạn đọc được giống như cái OSI hay là cái MACD đồ đúng không? Thì đây là những cái mà bạn có thể dùng là để 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 đoán thôi. Nhưng mà cái 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 market nó chuyển đổi rất nhanh và cái này là đang mình đang nằm trong cái khung giờ. Ok. Bây giờ mình đổi qua cái khung uh, khung ngày, mình đổi qua khung giờ đi. Ok. Đây. Cái OSI này có thể quay đầu rất là nhanh uh, sau khi thông tin nó ra. Nha. Nên mình cũng không biết được chắc chắn, ok nhưng mà uh, riêng mình thấy uh, về những cái này, ok thì mình thấy nó có thể bay ngang lên chút xíu rồi nó lên rồi nó xuống lên xuống nhưng mà nó đang có cái đà đi lên lại, ok và cái merge này là cái merge sẽ thành công, mình tin tưởng tới nó và đây uh, nếu mà nó thành công thì nó là một cái gọi là một cái quy chương vàng cho nguyên cộng đồng tiền điện tử và nó kéo thêm những cái đồng khác đi lên chứ không phải riêng riêng uh, gì nó bởi vì bởi vì nếu mình đi lại hịch, uh, lịch sử thì trước đây nó đã muốn ra rồi, ra rất ra muốn ra rất là nhiều lần rồi nhưng mà ra không được. nghe, ra không được bởi vì nó, nó 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 chưa đầy đủ tài liệu, nó chưa đầy đủ hết bởi vì vậy nó delay delay delay. Delay tới ngày có nghĩa là nó nó đẩy lại đẩy lại đẩy đẩy lui lại tới ngày bây giờ thì mình nghĩ và trước đây ngày 6 tháng 9 thì nó cũng có một cái upgrade để chuẩn bị cho cái cái sự sự chuyển đổi này rồi. OK, thì mình nghĩ nó sẽ thành công và 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 bạn sẽ tương lai này bạn sẽ thấy những cái quỹ lớn nhảy vô và những cái quỹ lớn nhảy vô bởi vì uh, người uh, những cái quỹ lớn đó đầu tư thì nó có rất là nhiều cái riêng buộc là cái uh, OK uh, uh, đầu tư một cái video vô một công ty gì hay một cái gì đó nó không có uh, không có tốn năng lượng, nó không uh, uh, giết hại thế giới, không khí OK nó nó không có làm ô nhiễm môi trường OK bởi vậy bởi vậy thì cái upgrade này nó sẽ tiết kiệm được 9 99, 99.5%. Ok, nó đổi từ word, of, uh, ok, uh, proof of word, trở thành proof of stake. Ok, thì nó tiết kiệm rất là nhiều vì bởi vì vậy thì nó cho phép những cái công ty lớn sẽ rót tiền vào nó và Ethereum sẽ bay những ngày tháng tới đây. Ok, những những tháng tới đây. Ok. Cuối cùng, mình sẽ cho bạn thông tin về Bitcoin. Ồ, vừa rồi thì không biết nếu mà bạn chưa uh, chứ coi thì quay lại những cái video vừa rồi uh, Daniel có làm á uh. từ đây rớt xuống đây hai, nghè, hai, hai hai mươi mấy ngàn đô trong uh, một uh, thời gian rất rất ngắn nha rất ngắn ok tám ở đây nè từ đây rớt xuống đây tám uh, mấy bữa điểm cao nhất bên đó mình đó là khoảng cỡ uh, xin lỗi mười mấy phần trăm Mười mấy phần trận. Ok khoảng cỡ 2.000 đô á okay. Thì bây giờ cái giá của nó là khoảng 20.000 20, .000. 20 .000 71. Ok Hai điểm mà nên quan tâm là 19.400 Nếu nó dính tới 19.400 Khoảng cỡ 1.400 Thì nó sẽ có cái đài đi xuống thêm Và cái mức mà kế tiếp Thì bạn có thể quan nên quan tâm là 17.600 Là cái mức vừa rồi của tháng 6 Tháng 6 Nghè, Nếu nó đi xuống Ok nếu nó có tà tăng trưởng đi lên lại á thì nó sẽ chạm được khoảng cỡ uh, 21.000, cỡ khoảng 21.000. Nếu mà tới đây bạn thấy nó tới lên đây được rồi á thì nó sẽ là có có cái cái đà đi lên lại đấy là có thể là ngay bây giờ bạn có thể rót tiền vô lại bạn bởi vì nó có đà đi lên lại khoảng cỡ 25.000 là cái điểm cao nhất mình đang quan tâm ngay bây giờ. thì hai cái đó là hai cái con số bạn nên quan tâm và chú ý. OK, uh, 19.400 mà thấy nó đi xuống hơn 19.400 đó là là có thể là chuẩn bị tiền để mua ok à, nếu mà có cái đà mà từ đây mà 21.000 mình đi là, là 21.000 mà thấy nó có khoảng cả 21.000 200 300 á thì cái đà nó đi lên sẽ nhiều hơn và nếu mình mình đã sở hữu bitcoin thì bắt đầu có thể mình xả nó ra bớt bớt bởi vì nó 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 lên rồi nó xuống lên xuống lên xuống xuống nó không bao giờ đi thẳng lên một đè lèo hết ok thường thường nó lên xuống lên xuống lên xuống xuống thì mình có thể bán lúc nó 22.000 và có thể mua lại lúc nó 10 hai mươi ngàn mấy trăm đó ok thì mình lời cái khúc đó ok nhưng uh, riêng mình thì mình khuyên là bạn phải có hai cái tài khoản một cái tài khoản là mình mình giữ giữ đúng không giữ dài hạn một cái tài khoản thì mình có thể uh, trade, truy trade, uh, để mình có thể có một cái thu nhập uh, tốt để trang trải cuộc sống ok uh, cái mong ước và cái mong muốn của mình làm ra cái kênh này á chủ yếu là trao cho những cái kiến thức cho bạn cho những cái thông tin mà hữu ích để bạn có thể lấy cái thông tin đó ra uh, dùng để đầu tư một cách khôn ngoan để xin lời nhớ là cái cái cái, cái luật đầu tư đầu tiên á là là cái luật đầu tiên và 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 là cái luật cuối cùng là không được mất tiền không được mất chỉ có thắng thôi chứ không được mất cái đó là luật đầu tiên và cái luật thứ hai á là mình chỉ đem cái tiền mà mình có ra để 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 choay. Lỡ nó mất rồi mình vẫn không sao hết chứ mình không vay mượn nha, mượn nợ mà để choay thì cái đó nó sẽ làm cho bạn rất là căng thẳng và bạn sẽ không có đầu óc đâu mà tính toán đúng để để đầu tư. Thì đó là hai cái hai cái hai cái luật. Ok, mình là Daniel, tới tiên Canami kinh về đầu tư hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.